student in grade 7 of Chuvanga School. Nice to meet you. Chào các em học sinh khối 7 trường trung học cơ sở Chuvanga. Rất vui được gặp các em. Revision for the midterm test. Here are 24. Hôm nay chúng ta sẽ có một tiết ôn tập để chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ. Tiết 24. Các em nhớ ôn kỹ bài để chúng ta có điểm tốt trong kỳ kiểm tra sắp đến nha. Now one, two, the word does have a different pronunciation from the other. Bạn sẽ chọn cái từ mà có cách phát âm với những từ khác. Now we have 1 minute for this activity. Let's start. Now check your answer. Number 1. A. Magazine. B. Mat. C. Manage. D. Watch. Giờ chọn nào đó các bạn? A, B, C or D? Giờ D. Watch. Mò ha. Rồi, number 2. Bread. B. Meat. C. Tea. D. Leaf. Chúng ta sẽ chọn gì? A. Red. Number 3. A. Blouses. B. Dishes. C. Stores. D. Sizes. Các bạn sẽ là gì? C. Stores. Vì là cách phát âm mát mà hồi tiết đầu tiên của năm là chúng cô đã ôn cho các bạn rồi nha. Ai không nhớ thì xem lại cái video đó nha. Number 4. A. Cups. B. Bowls. C. Glass. D. Quiz. Chúng ta sẽ chọn gì? B. Bowls. Yes. Các bạn kiểm tra coi đáp án mình có đúng không nha. Now we move to the word does have a different trace pattern from does of the other word. Chúng ta sẽ chọn từ có dấu nhấn khác với những từ còn lại. Now we have 1 minute for this activity. Let's start. Now time's over. Let's check your answer. A. Number 1. A. Librarian. B. Vegetable. C. Magic. D. Student. Chúng ta chọn nào nào? A. Librarian. Number 2. Different. Unhappy. Music. History. Chúng ta chọn B. Unhappy.
Dấu nhấn vào phần thứ hai. Còn ba từ còn lại dấu nhấn ở phần đầu nha các bạn. Number 3. A. Family. B. Tomorrow. C. Wonderful. D. Beautiful. Chúng ta chọn câu nào nào? B. Tomorrow. Number 4. A. Comfortable. B. Carefully. C. Compliment. D. Complain. Chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Complain. Dấu nhấn ở phần thứ hai. Phần này thì tập chúng ta nhấn giọng. Và này tùy thuộc vào việc là bạn đọc nhiều thì bạn sẽ nhận ra từ đó được nhấn ở phần đầu, phần hai hoặc phần thứ ba, vân vân. Now we have multiple choice. Let's start. Time's over. Let's check your answer. Number one, we are in grade 7 and C. Zoe Horn. Number two, how do you go to school by bike? The one D. Number three, would you like some orange juice? B. Number four, the book at the back of the library are in English. The bank C. Number 5. If you want to find the meaning of the new word, you can use a dictionary. D. Rồi các bạn check coi đáp án mình đúng không nha. Now, let's continue multiple choice. Let's start. So our lecture answer number 6 is about 100 km A, B, C, or D. A. How far is it from your house to Nha Trang? Hỏi khoảng cách, chúng ta sử dụng từ để hỏi là how far. Number 7. My little son's birthday is A, B, C, or D. C. On October 8. Tháng thì chúng ta sử dụng nghĩa từ in. Tháng có ngày thì chúng ta bắt buộc phải dùng nghĩa từ on nha các em. Number 8. Susan is different, quite different. D. From her mom. Susan thì khác với mẹ cô ấy. Nghĩa từ của different là different from. Number 9. His math is better than mine. Môn toán của anh ta thì giỏi hơn của tôi. Number 10, Mr. John. Row vegetable, row. Đáp án D. Rồi các bạn check coi đáp án mình có đúng không nha. Now we move to 4. The former tenses. Dạng đúng của động từ hoặc gì? Thì ha. Now let's start.
Now time's over. Let's check your answer. Number one, hoa, like English, right? It's a very subject. Đây là hình thái đơn, nghĩa là chỉ like đi với ngôi thứ ba suốt về thêm S. Number two, the school cafeteria has snack and rain for students. Hình thái đơn. Và đây là suốt mình dùng has 3 chữ. Number three, my son will be 17 on his next birthday. Là đến thời gian của tương lai, do đó chúng ta sử dụng will be. Number four, we are studying math at the moment. Hiện thời gian ở gì? Hiện tại tiếp diễn, do đó chúng ta sử dụng công thức của hiện tại tiếp diễn. Number five, Mary doesn't do homework on Sunday. Mary không làm bài tập vào những ngày chủ nhật. Điểm thời gian của hiện tại đơn, do đó chúng ta phải dùng hiện tại đơn. Number six, Tom learn to play the guitar. Learn, so learn là two verb, do đó đây là một verb two mặc dù ở hiện tại đơn. Number seven, what are you doing now? Đây là hiện tại tiếp diễn nha. Number eight, where's your father? He is reading book in his room. Hiện tại tiếp diễn. Number 9. Would you like to play tennis at present? Number 10. Children should drink milk every day. So should là một phút bè. Các bạn xem cái đáp án mình đúng không nha. Now we will number 5 work form. Now chúng ta sẽ chỉ có phần work form là dạng vô tư. Now we have 10 sentences. Let's start. Now check your answer. Number one, today Daisy is blah 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 because she misses her parents. Ở vị trí này ta cần tính từ. Và ở đây là cô ta nhớ thì không thể là happy được. Mà là gì? Unhappy. Hôm nay Daisy không có vui bởi vì cô ta nhớ ba mẹ ha. Number two, Miss Homi, our English teacher. Cô Hồng là giáo viên tiếng Anh của chúng tôi. Number 3, ba is my new classmate. Ba là người bạn cùng lớp mới của tôi. Number 4, we often read book in the library. Thường đọc sách trong thư viện. Number 5, his mom always complains about his studying. Mẹ nấy luôn luôn phàn nàn về việc học của nấy. Đây là hiện tại đơn. Và đây thiếu verb, verb phải chia theo thì các bạn ha. Number 6. My students are lovely. Danh từ ở đây số nhiều, vậy đó phải thêm S. Number 7. The bathroom is inconvenient. It's very small. Nó rất là nhỏ, vậy đó nó không có tiện thuận lợi, ha, tiện nghi. Number 8. She sings beautifully. Ta hát rất là hay. Number 9. Mary must go to the doctor because she feels sick. Mary phải đi bác sĩ bởi vì cô ta cảm thấy bệnh. Number 10. We don't like him because he is unfriendly. Chúng tôi không thích anh ta bởi vì anh ta gì? Không có thân thiện ha. Rồi các bạn kiểm tra coi câu trả lời mình đúng không nha. Now we move to sit. Transformation, viết câu không đổi nghĩa. Thì phần này chúng ta cũng kiểm tra theo dạng trắc nghiệm ha. À, các bạn hãy xem coi mình chọn câu nào nha. Let's start.
not check answer. Number one, what's her family name? A, B, C, or D? D, what's her last name? Họ có cô ấy là gì? Number two, where do you live? Bạn sống ở đâu? B, what's your address? Địa chỉ của bạn là gì? Rồi xem có câu trả lời mình đúng không nha. Now, transformation continue. Let's start. Now check your answer. Number three, what time is it? A, B, C, or D? A, do you have the time? Bạn có biết mấy giờ không? Number four, what does Lan do? C, what's Lan's job? Nghề của Lan là nghề gì? Các bạn kiểm tra cái đáp án mình đúng không nha. Now, transformation continues. Let's start. Now, check your answer. Number five, let's go out for work. A, B, C, or D? B, how about going out for work? Number six, this meal is fresh. A, B, C, or D? A, what's fresh meal? Meal là danh từ không biết được, cho đó chúng ta không có một từ ở đây nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại coi đáp án của mình đúng không nha. Transformation continued. Let's start. Now check your answer. Number seven, the baby is very lovely. A, B, C, or D? D, what a lovely baby. Trong câu cảm thán thì chúng ta không gắn cái chữ very vô nha bạn. Công thức chúng ta chỉ có what, plus an, plus st, plus now thôi nha. Không có plus very gì đó, chúng ta không thể có chữ very được. Number eight, no building in town is older than this church. A, this church is the oldest building in town. Ngôi chùa, ngôi nhà thờ này thì gì cũ nhất, là tòa nhà cũ nhất của gì ở thành phố. Các bạn kiểm tra đáp án mình nha, coi xem có đúng hay không nha. Transformation continued. Chúng ta lại tiếp tục cái phần viết câu không để nghỉ nha các bạn. Now, let's start. Time's over. Let's check your answer. Number nine, there is a sink, a tub, and a shower in the bathroom. Đáp án chúng ta sẽ chọn câu nào nào? B, the bathroom had a sink, a tub, and a shower. Number 10, when do you have English? Bạn có môn tiếng Anh khi nào? Đáp án là D, what time do you have English? Các bạn check coi đáp án mình đúng không nha.
Now let's listen to music for relaxing. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Can count on me like 1, 2, 3. I'll be there, and I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh, yeah. Tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Ooh. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there, and I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. The lesson had finished. We have homework. Do essay and workbook. Review Unit 1 to Unit 4. Prepare Session A Unit 5. Về nhà làm bài tập trong suốt bài tập. Ôn tập từ bài 1 cho tới bài 4 để chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ. Chuẩn bị Session A Unit 5. Thank you for your listening. Bye. See you later. Come fly away with me.